giấy A4 thôi là các bạn có thể làm được một con thỏ như thế này rồi đấy. Các bạn nhìn quậy tăng tốc bạn thỏ này là. Nào tăng tốc bạn thỏ. Ui. Các bạn ơi, nếu mà chưa một con thỏ như thế chán lắm mẹ ạ. Các bạn ơi, mình có trò này hay lắm. Anh quậy nói xem nào. Đó chính là trò chơi ếch tìm thỏ. Wow, ếch tìm thỏ. Nhưng mà ở đây chúng ta mới có một con thỏ thôi, không có ếch. Nhà quậy đang có một chuyên gia, đó chính là bố quậy. À, thế chúng ta cùng mời bố quậy vào đây để gấp con ếch. Mời bố quậy vào nào. Mẹ nhìn con đang xuống này. Các bạn với anh quậy và Anna hãy cho bố một tràng vỗ tay nào. Bố của quậy đang cầm những tờ giấy màu ở trên tay đấy. Đồ Anna đấy là những màu gì? Màu xanh nước biển. Rồi. Bây giờ bố sẽ gấp con ếch màu vàng. Anna cũng rất thích màu hồng. À, Anna cũng thích màu hồng à? Các bạn ơi, các bạn hãy theo dõi quá trình bố của quậy gấp con ếch nhá. Con ếch nào sẽ về đây bắt được chú thỏ? Con
ếch của anh Quỷ đã bắt được con ếch màu xanh. Còn con ếch màu hồng của Anna đã bắt được chú thỏ đấy. Chúc mừng Anna nha. Cuộc đua thứ hai nha. Được rồi. Bạch xuất phát là màu đen nha. Cả hai bạn ơi, cả hai bạn chuẩn bị chưa? Dạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow. Vậy là anh Quỷ đã bắt được chú thỏ rồi, còn Anna bắt được chú ếch nhá. Vậy là sau hai lượt thì cả hai bạn đã hòa nhau đấy. Các bạn ơi, bây giờ đến lượt cuối cùng thì bạn ếch này sẽ bị bỏ ra ngoài. Rồi, nào hai bạn về vạch xuất phát nào. Anna xuất phát đây. 1, 2, 3. Bắt đầu. Cả hai con dừng lại. Các bạn ơi, đây là một cú nhảy cuối cùng nhá. Cú nhảy này là cú nhảy về đích đích. Con ơi, chúng ta hãy đặt tay vào chú ếch của mình nào. Hãy đếm nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow. Một bước đột phá rất là lớn các bạn ơi. Yeah. Chúc mừng Anna nha. Hai con ơi.